Xin chào tất cả các bạn, mình lập ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng biệt biết đổi Amomms đến với lại công viên khủng long. Các bạn nhớ xem hết video để biết nha. Ui! Cái cổng này nè, cái cổng này từ trong phim cho tới những cái bản làm lại cho tới bất cứ cái gì nó cũng gọi là gì ta nó là một cái signature, một cái iconic á. Nhắc tới cái cổng này có lửa xong có cái chữ Jurassic World là biết công viên khủng long liền. Cái cổng này quá đẹp ta, à, cái này là lấy trong phim luôn nè. Ui, tôi cá chắc là cái khi mà cái Amomms với khủng long này Lúc mà vừa ra là cái bộ phim nó vừa ra luôn Ok Ô oh, Xong mày rồi Xong mày rồi dê con à Oh no Rồi ông tiến sĩ đi này Ông tiến sĩ chắc chắn là đi uh, Ủa sao đẹp dữ vậy Xong Ông tiến sĩ đã đi Và con khủng long nó có chi gọi là gì ta nó có chi thức ừ nó có ăn học đàng hoàng và nó nhặt được cái remote giờ nó sẽ làm gì đây Não to quá vậy Sao não to quá vậy Thôi xong Thôi xong Rồi một con đã sống Ồ oh. À mấy đứa này lắc đít chọc quê con khủng long này ha à, Mày coi chừng nha con Ồ tôi đã hiểu tại sao Những cái hàng rào nó không có bị vấn đề gì rồi Tại nó có điện Khủng long mà chạm vô một cái là chín người luôn Oh no mất cái đít mất cái đít mất cái đít nhảy vô đóng cửa lại rồi đi trời nó cầm gạch trời nó Ủa, con này nó bị điên hả tiên xuống lấy gạch trời đó mặc dù là đạn bắn không chết nữa oh no Ê à, ơi nhân vật chính của chúng ta brad biết đúng không ta tôi không biết nữa tôi quên rồi tại tôi lâu quá không coi đây là người huấn luyện Pokemon à nhầm, huấn luyện khủng long tài ba nhất cái vùng này. Mày biết một con khủng long đáng giá bao nhiêu tiền không, mày kêu hai con nhỏ đi cắn một con lớn. Oh no! Rồi. Cứu người, cứu người. Oh no. Cái bảng nặng dữ vậy sao? Cái bảng kiểu lối thoát hiểm nặng tới như vậy sao? Lại lắc đít tiếp. No, mày lắc đít phải đi cứu rồi. Let's go. Ui, có cả trực thăng luôn sao? À, cái cái xe này mà ở thế giới hiện đại là tuyệt vời rồi. À, làm mòi cho con mấy đứa con của nó ăn này. Tao tới rồi đây. chắc đây là súng cao su á mọi người chứ làm sao mà hả gọi là mấy con này nó đã tuyệt sách tuyệt chủng tới nơi rồi là làm sao mà giết được tụi nó nữa ui trời ơi nó cầm nó cầm phóng lợn nó xiên kìa ok ải à, tiếp theo nó sẽ làm gì đây kêu con chùm xuống à tao có tao có mặt đồ tao có khoai tây chiên nè sao mấy con thằng lằn biết bay này nó dễ bị lừa quá vậy oh no hết rồi Không con chùm tới rồi. Mấy con này mà bỏ chạy là chỉ có con chùm tới thôi. Cú nó, cú nó. Đây rồi. Ui con chùm là màu trắng luôn. Oh no. Bắn nó, bắn nó. Rồi xong. Mày đi. Bắn không xi si nhê luôn con này. Con này dùng súng bắn không xi si nhê luôn. Ok Cạo lông nó đúng rồi Ok nó bị hói cái bụng rồi, hói cái phần bụng rồi uh, Tổn thương <laughs> Bị tổn thương đó nè à. Ok cứu được một đứa Làm ơn đừng lắc đít nữa Bất cứ cái chiến thắng nào cũng đừng lắc đít nữa Trở về mau mau đi Lên Má cái tay nó như là cái, cái, hình tròn Ê, Nhìn như Doraemon nhé Ê Xong Xong Thôi xong Ok Ok Xém tí nữa Oh no Uầy Cái việc cứu mạng cái con này nó rất là gọi là gì ta Nó rất là gian trưng á Hết cái này tới cái kia Thằng này xấu xui rồi Oh Hai con cá mập Megalodon hả mấy con thời tiền sử Meraludin đó là chuyện bình thường luôn á mọi người thời tiền sử là mấy con Meraludin là đầy ok ở dưới nước mà bắn được đạn này sao sao gặp con nào nó cũng tấn công vậy để mày không hiền lành được hả ok má à, ông này né đạn kinh quá anh em à u tạo sóng âm cái này chắc là tổ tiên của các heo này nó tạo ra sóng âm mọi người ạ ok Wow. Xoay vòng vòng Xoay như chấm trống luôn Cười không Mày thích cười không Tao cũng có sống âm này Thôi choáng liền choáng liền Rồi tụi nó đang ở đâu Nó đang kia kìa Đi vào trong hang sâu uhm. Bên trong chắc đang mở ba đì Đang mở kiểu tiệc tùng ở bên trong ấy Bắt nó vào đây Không chắc là cái con cá kia tưởng đây là con của nó Nhìn nó giống như trái trứng mà mọi người Ơ. Uh, no. Mày ấm Ok Bắn công si nhê đâu Ôi giết được nãy giờ là Giết hết mấy con chùm ở trong kỹ kỹ yoga luôn rồi Ok Sống âm chắc cũng không được đâu Bây giờ sử dụng kỹ năng gì đây Vô vô đi vô đi vô đi vô đi Thở nữa Mày thông Đúng là làm game làm trò chơi Oh no nó cắn gãy cây súng rồi Sống âm Ồ oh, thông minh đấy Nhưng mà sống âm thì tất cả những người trong đây cũng sẽ bị ảnh hưởng Nhưng mà tôi cảm thấy mấy đứa này nó có một cái aura bất tử vậy đó mọi người Ok lần này là không có không có mất Không có bị đánh mất nữa nha Không có để đánh mất nữa nha Lên tàu Rồi về yeah. Nhưng mà chưa đâu Vì sử dụng sóng âm tất cả những con khủng long trên cái vùng đất này Đều bị choáng hết luôn Nhưng mà con khủng long bạo chúa đã thoát khỏi đây, chắc chắn là như vậy. Chưa đâu, chưa đâu. Đấy. Con này nó có linh trí mọi người ạ, à. nó nó có học thức, nó có kiểu nó có bằng bằng đại học, nên là nó thông minh, nó biết lừa. Nó biết đánh lừa người khác. À, 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 à. Đây là con T-Rex nè mọi người, mà T-Rex này đẹp thiệt. Dấu ừ. Ôi, biết né luôn có bình bóng kìa có bình bóng khí heli kìa trọt vô mỏ đó xong ba đứa này chắc chắn chết choáng rồi choáng rồi giờ phải làm gì đây ô oh, hai đứa con no đang đang giao tiếp đi giao tiếp với loài khủng long kiểu là uh, đây là bạn của tao mày không được đánh nếu mày đánh thì bước qua xác của tao kiểu vậy Ok dường như là họ đã gọi là điêu được với nhau rồi Ok tao không giết hai tụi này nhưng mà mày cho tao ăn thịt mấy con khủng long trong kia Ok Quá the hết Hình như hơi sai Ôi nó nghe theo lời con khủng long bạo chúa rồi Lấy đi lấy đi bong bóng nè Bum bum Nè 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 chọt vô cái cây nè Xong mày rồi Xong mày rồi con khủng long ô oh, cho nó chơi đồ hả từ cái giọng mà kiểu giọng kiểu giọng đặt đặt ruột bến tre luôn cái giọng bông rất là rất là trầm luôn quất một cái giọng như đứa gái luôn giọng như con mèo luôn ok ô oh, bây giờ mày <laughs> cái giọng của mày hết làm tụi tao sợ nữa rồi cái giọng của mày không gọi là lãnh đạo được cái đội quân khủng long này rồi ok choáng hết luôn quay con khủng long ai con khủng long con này đỉnh quá vậy Ảnh hưởng mà không bị gì cả Chưa đâu Nó thu phát bích Oh no Ồ oh, Ồ oh. Chắc là có con kền kền nữa này Con thằng làng bay hay là con kền kền bay này Oh no Đội quân đang trốn ở đây Khủng long kìa Oh no mấy con khủng long này đang sợ ai vậy mở cổng đừng có mở từ từ oh no bây giờ nó sẽ chạy ra khỏi chỗ này à bộ phim này nó nhân văn nha hai đứa nhỏ chỉ muốn mấy con khủng long còn sống thôi chỉ muốn mấy con khủng long sống sót nó không có tội gì cả ok còn tụi quân lính thì cứ làm việc theo nghĩa vụ và trách nhiệm và bảo vệ gọi nhiệm vụ là không cho nó tấn công loài người nên là ở đây có một sự xung đột nhẹ giữa loài người Ok cảm ơn và bỏ đi Rồi bây giờ là phần, Nếu mà có phần 2 Thì cái cái đảo khủng long này sẽ không ai quản lý cả Oh my god Rồi hai con này một một vợ một chồng luôn đúng không Thằng chồng là chắc chắn màu trắng Và con vợ là chắc chắn màu nâu Thì tất nhiên là mấy con mấy con chồng sẽ sợ vợ rồi Đó là chuyện bình thường trong tất cả các loài sinh vật trên thế giới Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này Hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau Bye bye peace